vui mừng được chào đón quý vị đến và quay trở lại đồng hành cùng Quân Số May Mắn. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình Tử Vi Quân Số May Mắn, chúc quý vị vạn sự lành, mọi điều hanh thông, tấn tài tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, trong video ngày hôm nay, Tử Vi Quân Số May Mắn chia sẻ đến quý vị là số tử vi có nội dung như sau. Mời quý vị cùng theo dõi. Chấn động cuộc đời. Mậu Ngọ, sinh năm 1978, một thời vất vả, từ 47 tới 70 tuổi, hưởng lộc ơn trên, vận may ùn ùa về, đổi đời giàu có, tiền quyển ngập nhà, phất lên giàu có vô địch thiên hạ. Quý vị thân mến, cổ ngữ có câu, bảo kiếm sắc nhờ mày ra, hoa mai thơm nhờ thống khổ trong buốt giá. Người muốn thành toại thì đều phải trả giá và đánh đổi đi qua đủ các lò rèn, và khi thành báu vật rồi thì cuộc đời tự ắt an bài cho số phận an nhàn, giàu sang, làm gì cũng hanh thông, suôn sẻ, hưởng phúc trời ban. Vậy thì cuộc đời người tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, được định sẵn trải qua bao lần rèn giũa, vất vả, đau đớn, nhưng nhờ ý chí bền bỉ, can trường mà người tuổi này vẫn vượt qua. Trời Phật thương tình mà ban cho lộc lớn, cơ hội đổi đời. Trong chương trình ngày hôm nay, kênh Tử Vi xin được gửi tới quý mệnh chủ tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978. Vận trình chi tiết cuộc đời những năm tới, từ năm 47 tuổi về sau tới 70 tuổi, tới đây sẽ là giai đoạn nội ngược dòng ngoạn mục, hốt vàng, bạc chảy về đầy túi. Vậy cụ thể ra sao? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi lá số tử vi ngay sau đây. Trước tiên, Tử Vi xin được gửi tới quý vị và các bạn bố cục của quẻ luận ngày hôm nay. Một đặc trưng tính cách, vận mệnh của tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978. 2. Vận mệnh người tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, diễn biến cụ thể qua từng năm tuổi. Từ năm 47 tuổi tới năm 70 tuổi, trên từng phương diện, sự nghiệp tài lộc, tình duyên, gia đạo, sức khỏe. Ba tương sinh, tương hợp và nguyên lý phong thủy dành cho người tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978. Và bây giờ, xin mời quý vị cùng đi tìm hiểu chi tiết nội dung dưới đây. Một đặc điểm tính cách vận mệnh tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978. Theo đó, tử vi học nói rằng, người sinh năm 1978, tuổi con ngựa, năm sinh dương lịch được tính từ ngày mùng 7 tháng 2 năm 1978 đến 27 tháng 1 năm 1979. Cụ thể, người tuổi này thuộc thiên can Mậu, tương hợp can Quý, tương hình can Nhâm và can Giáp. Ngoài ra, người tuổi này thuộc địa chi Ngọ, tam hợp với Dần, Ngọ, Tuất, tứ hành xung với Tý, Ngọ, Mão, Dậu. Những người này được gọi là thiên thượng hỏa, tức lửa trên trời. Theo đó, thiên thượng hỏa được miêu tả như ngọn lửa mạnh mẽ, không thể tắt, ngọn lửa mang ánh sáng đi khắp thế giới, đem đến sự sống cho sinh vật. Những người tuổi Ngọ, sinh năm 1978, thường cuộc sống yên ổn và giàu có khi đã về hưu vì tính kiên trì, chăm chỉ trong công việc của họ. Vì vậy, muốn thành công, người mệnh hỏa cần điều hòa tính tình của mình, rèn luyện tính kiên nhẫn và không ngừng cố gắng để đạt được cuộc sống sung túc. Với người mệnh hỏa, con đường tài lộc thường được mở ra từ tuổi 49 và cuộc sống sẽ được sung túc từ tuổi 50 đến 60. Tính cách của người tuổi Ngọ thích tự do, không bị dập khuôn vào những quy định nhàm chán. Bên cạnh đó, tính tình của họ cũng rất dễ nổi nóng và gây mất đoàn kết trong công việc. Vì vậy, công việc của người mệnh hỏa lúc ban đầu không được suôn sẻ cho lắm, thậm chí trong trường hợp xấu, có thể bị mất tất cả và quay lại điểm xuất phát. Tiền bạc có thể vào ra đều đặn, nhưng lại thường xảy ra khó khăn về tài chính. Từ năm 45 tuổi trở đi, cuộc sống mới đi vào ổn định và thu nhập mới đều đặn. Tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, có tinh thần độc lập cao, nên sớm lập được sự nghiệp cho riêng mình. Nhiều ví dụ cho thấy,
Người tuổi Ngọ thời trẻ thường xa gia đình, dù ở nhà tinh thần độc lập cũng luôn thúc đẩy họ bắt đầu sự nghiệp của mình ngay từ rất sớm. Mậu Ngọ luôn lạc quan cho dù gặp phải khó khăn, thất bại. Do vậy, họ sẵn sàng quên đi quá khứ để hướng về tương lai, làm lại từ đầu, tạo dựng sự nghiệp trong quan hệ xã hội, quan hệ làm ăn. Họ là những người chân thành, đáng tin cậy, đúng sai phân minh rạch ròi, lòng dạ rộng rãi, luôn là người tiên phong giải quyết vấn đề khó khăn. Mậu Ngọ luôn biết nghĩ và lo lắng cho người khác. Họ nóng nảy, đôi khi kiêu ngạo, nhưng chất chứa trong đấy là một trái tim ấm áp. Tuổi Mậu Ngọ thường rơi vào những cuộc tình rắc rối, không gặp nhiều may mắn trong tình yêu. Tuổi Ngọ nhiệt tình nhưng thiếu nhẫn nại, đôi khi còn không biết cách lấy lòng người yêu. Phụ nữ Mậu Ngọ dễ đổ trước những người nam tính, họ luôn theo đuổi cuộc sống gia đình hoàn hảo, là người dịu dàng, ấm áp, luôn làm tốt vai trò nữ chủ trong gia đình. Nếu lấy được người chồng cùng tuổi Mậu Ngọ thì rất thành công. Nam Mậu Ngọ, thời trai trẻ vụng về nhưng càng trưởng thành càng trở nên hoàn thiện phong độ và được phái nữ ngưỡng mộ. Sau khi kết hôn, có thể anh ta đón hoa nhặt cỏ ở bên ngoài, nhưng vẫn nhớ quan tâm chăm sóc gia đình. Là một người chồng biết yêu thương, đùm bọc gia đình và có phần gia trưởng, đàn ông tuổi này rất dễ siêu lòng với những người phụ nữ dịu dàng. Vận trình vận mệnh của tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, được dự báo qua 12 tháng sinh âm lịch như sau. Sinh vào tháng 1, người sinh vào tháng Giêng, bản tính phóng khoáng, rộng lượng. Họ rất giỏi tạo dựng và duy trì mối quan hệ, khi gặp khó khăn, có bạn bè sẵn sàng cứu giúp. Sinh vào tháng 2, đây là người ưa thích cuộc sống thanh nhàn, không phải hơn thua với đời. Họ muốn được tự do theo đuổi những gì mình thích. Về số mệnh, bản mệnh được quý nhân phù trợ, hưởng phúc phần từ ông bà cha mẹ. Sinh vào tháng 3, những người sinh tháng 3 âm lịch rất biết tính toán, đề ra chiến lược và nỗ lực thực hiện. Bởi vậy, thành công đến với họ cũng nhanh chóng hơn người khác. Sinh vào tháng 4, bản mệnh tự mình gây dựng cơ đồ, dũng cảm vượt qua nghịch cảnh, nên ý chí vô cùng, sắt đá, không dễ gì làm họ dao động. Họ rất biết cách tận dụng cơ hội làm ăn, tiền tài như nước, nhưng lại khó khăn trong việc tiết kiệm. Sinh vào tháng 5, thời trẻ mệnh cách chịu vất vả ngược xuôi, bươn chải vì kiếm sống và chứng tỏ năng lực bản thân. Khi về già, sức khỏe tốt, được hưởng phú quý phúc phần bên bạn đời, con cháu. Sinh vào tháng 6, con đường lập nghiệp của người này nhiều chông gai, phải đổ nhiều mồ hôi mới thu được trái ngọt. Do vậy, bản mệnh cần kiên trì, theo đuổi mục tiêu tới cùng, ắt sẽ có nhiều khởi sắc. Sinh vào tháng 7, những người này trí tuệ hơn người, dù vướng phải trở ngại nào cũng đều tìm được giải pháp gỡ bỏ. Trên đường công danh, mệnh chủ cần đề phòng tranh chấp, kiện tụng, làm ảnh hưởng tới uy tín bản thân. Sinh vào tháng 8, tuổi Ngọ sinh vào tháng 8, trí dũng song toàn, đầy đủ phẩm chất của bậc quân tử, nhờ vậy mà họ được giao cho nhiều trọng trách trong công việc, đường công danh thăng tiến nhanh chóng. Sinh vào tháng 9, người sinh vào tháng 9 thực sự có tài nhưng không phải ai cũng biết vận dụng. Những người có chí cầu tiến, vận mệnh cực kỳ sáng lạn, rực rỡ. Ngược lại, người chỉ muốn dựa nhờ người khác thì tài vận không bền. Sinh vào tháng 10, cuộc đời những người này phải trải qua rất nhiều cung bậc thăng trầm. Họ không có quý nhân nâng đỡ, nên sự nghiệp muốn thành công phải biết chịu đựng cực nhọc, vất vả, đến cuối cùng sẽ được kết quả xứng đáng. Sinh vào tháng 11, xét về tổng thể vận mệnh người tuổi Ngọ, sinh tháng 11, không có hoạn nạn nào nghiêm trọng. Tuy nhiên họ khá khó để tìm được bạn đồng hành, đồng nghiệp tương trợ. Sinh tháng 12, khi đi học, người này thường xuyên đạt thành tích tốt, rất có tư chất và nghị lực. Khi lớn lên, vận mệnh thuận buồm xuôi gió, làm ăn phát đạt, phúc trạch kéo dài. Quý vị đang theo dõi video có nội dung Chấn động cuộc đời. Mậu Ngọ, sinh năm 1978, một thời vất vả,
từ 47 tới 70 tuổi, hưởng lộc ơn trên, vận may ùn ùa về, đổi đời giàu có, tiền quyển ngập nhà, phất lên giàu có vô địch thiên hạ. Tiếp theo là phần xem bói ngày sinh, hay xem ngày sinh đại cát của người tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, thật sự là thông tin thú vị cần thiết mà bản mệnh nên tìm hiểu. Trong khuôn khổ video này, kênh Tử Vi xin đưa ra dự đoán hung cát, để từ đó thành cơ sở luận số mệnh, những người chào đời vào ngày mùng năm của bất kỳ tháng nào trong năm Ngọ được đánh giá là khá khôn khéo, rất thành công trong sự nghiệp nhờ nỗ lực của bản thân. Những người chào đời vào ngày 20 của bất kỳ tháng nào trong năm Ngọ thường được hưởng nhiều ân sủng. Không chỉ giàu có quyền lực khi còn sống, họ còn có cuộc sống gia đình, rất hạnh phúc với con đàn cháu đống khi về già. 2. Vận mệnh người tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, diễn biến cụ thể qua từng năm tuổi, từ năm 47 tới năm 70 tuổi. Bước vào năm 2024, mệnh chủ Mậu Ngọ, sinh năm 1978, bước sang tuổi 47, được đánh giá là một năm khá suôn sẻ. Bạn thường đưa ra những quyết định đúng đắn, tránh được nhiều nguy cơ gây hao tài tốn của. Người làm kinh tế có thể xem xét việc mở rộng đầu tư làm ăn trong năm. Tuy nhiên, mọi việc đều cần phải tiến hành từ từ, nghe ngóng tình hình kỹ càng trước khi thực hiện. Nếu không dễ lầm tưởng về tình hình thực tế, đưa ra những quyết định sai lầm. Trong gia đình, vợ chồng bạn đã viết hạ cái tôi của mình xuống nên số lần tranh cãi và mâu thuẫn cũng giảm hẳn. Bạn quý trọng những gì mình đang có, nên dù bận rộn cũng luôn dành thời gian cho những thành viên trong gia đình, lắng nghe tâm sự của mọi người. Phương diện sức khỏe là điều mà bản mệnh cần phải lưu ý nhiều hơn trong năm này. Nhiều hung tinh xuất hiện là dấu hiệu cảnh báo tình trạng sức khỏe, thể chất suy giảm, tinh thần căng thẳng. Cần tìm cách gỡ rối ngay. Với những người thường xuyên phải di chuyển đường xa hoặc lao động chân tay, sau phi liêm cảnh báo bạn những hiểm họa bất ngờ có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Khuyên bạn làm việc cần phải giữ tỉnh táo, không bắt mình làm việc khi đã quá mệt mỏi, thiếu tập trung, nếu không dễ gặp phải tai nạn giao thông, tai nạn lao động. Bước sang tuổi 48 vào năm 2025, mệnh chủ Mậu Ngọ sẽ phải đối diện với đôi chút khó khăn trong năm này, nhưng họ dễ dàng vượt qua nhờ sự bình tĩnh, sáng suốt vốn có. Với những người vẫn còn tại vị, bản mệnh cần nghiêm túc trong công việc, tránh lơ là, tạo điều kiện cho kẻ tiểu nhân hãm hại, tìm cách gây ảnh hưởng đến uy tín của mình. Đặc biệt, người làm lãnh đạo cần tỉnh táo khi đưa ra những quyết định, chớ tin theo lời kẻ nịnh nót bên ngoài. Phương diện tài chính chưa có bước phát triển lớn, nhưng nhìn chung bạn vẫn có đồng ra đồng vào. Con giáp này có thể thử sức trong những lĩnh vực mới, song không nên mạo hiểm, tuyệt đối tránh những lĩnh vực đầu tư mới lạ. Về phương diện gia đạo, tình duyên, cơ bản ổn định yên ấm, dù đôi khi vẫn có tranh cãi nhỏ, nhưng không ảnh hưởng lớn tới sự gắn bó của đôi bên. Con giáp này nên tôn trọng quyết định của con cái, cũng như những thành viên khác trong gia đình, tránh áp đặt. Vào năm 2026, mệnh chủ Mậu Ngọ bước vào năm tuổi 49 của mình, nên hãy cẩn trọng khi làm bất cứ việc gì kẻo vô tình xuất họa lớn vào thân, vận trình sự nghiệp sẽ có phần hơi trắc trở một chút. Tuy nhiên, vốn là người đã làm gì cũng quyết tâm làm tới cùng, nên nhìn chung các trở ngại này không ảnh hưởng quá lớn tới hành trình công danh. Song trong năm, khi mà ký kết làm ăn, bản mệnh cần lưu ý đọc kỹ các thông tin thỏa thuận trong hợp đồng. Bên cạnh đó, cũng không nên quá tin tưởng, vô tư đem chuyện cá nhân đi chia sẻ để tránh hạn thị phi không mong muốn ảnh hưởng lớn tới phương diện sự nghiệp. Về mặt tài chính, năm này tương đối đủ đầy, không dư cũng không thiếu. Tuy nhiên, để có được một khoản dư kha khá vào cuối năm, mệnh chủ nên ưu tiên tích lũy, có kế hoạch chi tiêu hợp lý. Ở tuổi ngoài tứ tuần, đương số hiểu rất rõ việc trách móc, phán xét chẳng hề có lợi ích gì. Do đó, mỗi khi ra đạo xảy ra cãi vã vụn vặt, bản mệnh luôn là người giữ được bình tĩnh tốt nhất. Về cơ bản,
Mọi hiểu lầm đều sẽ được giải quyết nhanh chóng nhờ sự điềm tĩnh và khả năng suy xét vấn đề cực tốt của mệnh chủ. Việc tiếp xúc với thiết bị điện tử là điều không thể tránh khỏi khi công cuộc chuyển đổi số đang ngày càng được áp dụng rộng rãi. Song bản mệnh nêu phân bổ thời gian nghỉ ngơi hợp lý hơn để tránh tình trạng thị lực bị suy giảm, đau mắt, mắt bị nhức mỏi. Những bài tập nhẹ nhàng, các loại thực phẩm chứa dưỡng chất tốt cho mắt sẽ giúp cửa sổ tâm hồn của mệnh chủ luôn duy trì được thể trạng ở mức tốt nhất. Bước vào vận trình từ năm 50 tới 55 tuổi, mệnh chủ tuổi Mậu Ngọ được đánh giá là một giai đoạn tài chính phát đạt, có cơ hội phát triển về nghề nghiệp, sống một cuộc sống đầy đủ và sung túc. Nhưng từ năm 52 tới 54 tuổi thì bị bệnh hoặc gặp tai nạn, nên đề phòng những năm này. Ngoài ra, các năm khác bình thường, nên đương số hãy chú ý cẩn trọng nhé. Từ năm 56 đến 60 tuổi, đã có một số người tuổi Mậu Ngọ bước vào tuổi nghỉ hưu đã có một khoản tiền tích lũy sau những năm tháng làm việc vất vả, nên hãy giữ lại lo dưỡng già hay sức khỏe có những lúc gặp phải bất trắc. Nhìn chung, vận trình của người tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, khá bình ổn khi bản mệnh không gặp phải nhiều biến cố. Bản mệnh có thể khá an nhàn và thoải mái tận hưởng cuộc sống khi về già. Trong giai đoạn này, bạn hạn chế lo chuyện bao đồng, kẻo dễ vướng phải chuyện thị phi. Thay vào đó, hãy sống chan hòa với người xung quanh để luôn được yêu quý và kính trọng. Trong gia đình, hãy quan tâm nhiều hơn nữa đến nửa kia của mình. Khi nóng nảy cũng đừng nói những lời thiếu suy nghĩ, khiến đối phương tổn thương. Ngoài ra, bạn cũng nên tránh làm việc lao lực, gây tổn hại cho sức khỏe. Nếu mà cơ thể có dấu hiệu bất thường, thì bạn nên đi khám chữa ngay, chớ kéo dài khiến bệnh tình thêm trầm trọng. Vận trình từ năm 61 đến 70 tuổi của mệnh chủ Mậu Ngọ nhìn chung khá bình ổn, khi bản mệnh không gặp phải nhiều biến cố. Bạn có thể khá an nhàn và thoải mái tận hưởng công sức lao động của mình trong suốt những năm tháng thời tuổi trẻ. 3. Tương sinh, tương hợp và nguyên lý phong thủy dành cho người tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978. Vật phẩm phong thủy chiêu tài đón lộc cho Mậu Ngọ, sinh năm 1978. Đối với văn hóa người phương Đông nói chung và người Việt nói riêng, việc sử dụng các sản phẩm phong thủy giống như là một lá bùa bình an để cầu may mắn, tài lộc và hạnh phúc đến cho gia đình của mỗi người. Không những vậy, nhiều sản phẩm phong thủy có khả năng trừ tà, đuổi ma, trở thành linh vật thiêng liêng, được nhiều gia đình thờ phụng với mong muốn cuộc sống được bình yên và ấm êm. Dưới đây là một số sản phẩm phong thủy dành cho tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, mà mọi người có thể tham khảo. Tượng Phật Quan Mờ Bồ Tát, từ thời xa xưa. Quan Mờ Bồ Tát là vị Phật được người Việt tôn thờ và cung kính. Đây là vị Phật tượng trưng cho những điềm lành, lòng từ bi hỷ xả, hướng chúng sinh tới cải thiện và tránh xa cái ác. Ngoài ra, hình tượng Quan Mờ Bồ Tát trong nhà còn giúp gia đình hóa giải hung khí, mang lại bình an đến cho mọi người. Do đó, đây là sản phẩm phong thủy phù hợp với tất cả mọi người, bao gồm cả chủ nhân tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978. Tượng Tỳ Hưu phong thủy. Tỳ Hưu là một trong tứ linh của phong thủy, là linh vật biểu tượng cho tài lộc, thịnh vượng và phát đạt trong làm ăn, kinh doanh. Gia chủ sinh năm 1978, đặt tượng Tỳ Hưu phong thủy trên bàn làm việc sẽ giúp công việc làm ăn thuận lợi hơn, suôn sẻ hơn và gặp nhiều may mắn hơn. Tượng Hổ phong thủy, đặt tượng Hổ phong thủy trên bàn làm việc hoặc trong phòng khách sẽ giúp chủ nhân Mậu Ngọ phát triển công danh sự nghiệp, thăng tiến và khẳng định quyền uy của bản thân. Ngoài ra, tượng Hổ phong thủy còn giúp gia chủ xua đuổi tà khí, mang lại may mắn và sức khỏe dồi dào đến với mọi người trong gia đình. Đây cũng là sản phẩm phong thủy cực kỳ hợp mệnh với gia chủ tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, tuổi Ngọ, sinh năm 1978, hợp số gì? Những con số hiện nay cũng là những con số tượng trưng cho công việc, ảnh hưởng rất nhiều tới cuộc sống hiện nay như biển số xe, số nhà, số điện thoại.
Đó là lý do mọi người luôn tìm kiếm con số phù hợp với độ tuổi của mình và cụ thể với người tuổi Ngọ, sinh năm 1978, hợp với những số sau năm hợp với số 1, 3, 4, nữ hợp với số 9,8,2. Người tuổi Ngọ sinh năm 1978 hợp màu gì? Người tuổi Ngọ sinh năm 1978 thuộc mệnh Hỏa. Vì vậy, những màu sắc hợp với tuổi này là những màu bản mệnh như đỏ, cam, hồng, tím thuộc hành Hỏa, hoặc những màu tương sinh như màu xanh lá cây, xanh nõn chuối thuộc hành Mộc, màu sắc đặc biệt cấm kỵ với người mệnh Hỏa, đó là màu đen, xanh nước biển, xanh dương thuộc hành thủy. Vì theo thuyết tương sinh ngũ hành, mệnh tương sinh với mệnh hỏa, đó là mệnh thổ và mệnh mộc, và mệnh tương khắc, đó là mệnh kim và mệnh thủy. Các nhà nghiên cứu phong thủy khuyên rằng mọi người nên mặc những màu sắc hợp mệnh của mình, giúp đem lại may mắn và tránh những điểm xấu không đáng có trong cuộc sống hàng ngày. Việc xác định hướng phù hợp với tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tài vận và sự phát triển cuộc sống. Tùy theo giới tính, nam và nữ, tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 sẽ có những hướng phù hợp khác nhau để tạo ra sự cân bằng và thịnh vượng. Đối với nam tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978, hướng phong thủy tốt để lựa chọn bao gồm hướng đông, đảm bảo cuộc sống ổn định và hạnh phúc trong hôn nhân. Hướng đông nam, mang lại sự trợ giúp và hỗ trợ từ mọi người xung quanh khi gặp khó khăn. Hướng bắc, có thể giúp đạt được thành công trong sự nghiệp. Hướng nam, mang lại vận may về sức khỏe và công việc. Ngoài ra, nam tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, nên tránh những hướng sau đây: tây bắc, đông bắc, tây và tây nam, để tránh xung khắc và đảm bảo cuộc sống hạnh phúc thành công. Với nữ tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978, hướng đông bắc giúp đảm bảo phúc lộc gia đình. Hướng tây, mang lại sự che chở và thời thượng. Hướng tây nam, tạo điều kiện để nữ chủ nhà nhận được nhiều sự trợ giúp. Hướng tây bắc, đảm bảo sự ổn định trong mọi khía cạnh. Tuy nhiên, nữ tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 cũng nên tránh những hướng như bắc, đông, nam và đông nam, để tránh xung khắc, đảm bảo cuộc sống hòa hợp và thịnh vượng. Quý vị thân mến, mỗi cử chỉ, hành vi và lời nói của một người sẽ bộc lộ rõ ràng tính cách, tâm tính và phẩm chất của họ. Đây cũng là một yếu tố quan trọng quyết định cuộc đời của người này là suôn sẻ hay trắc trở. Đối với những bậc hiền nhân, việc tu dưỡng đạo đức và học tập đạo làm người là những việc hàng đầu cần phải làm. Học làm người là việc mà chúng ta phải học cả đời, học mãi cũng không bao giờ hết được, nếu ví cuộc sống là trường đời. Khóa học làm người chính là khóa học không bao giờ kết thúc, cũng không bao giờ tốt nghiệp. Nếu như muốn hoàn thiện bản thân, hãy nỗ lực học tập mỗi ngày. Thứ nhất, sống hài hòa. Mỗi người trên đời này nên học cách sống mềm mỏng và hài hòa. Chỉ có như thế họ mới có thể tồn tại lâu dài trong xã hội. Nếu quá bảo thủ cứng nhắc, sở hữu cái tôi quá cao, điều này không khác gì rước họa vào thân, đánh mất đi nhiều cơ hội cùng các mối quan hệ tốt đẹp. Người xưa từng ví von rằng, hàm răng của con người là cứng rắn, nhưng đầu lưỡi lại mềm mại. Khi tới cuối cuộc đời, răng sẽ rụng hết, chỉ lưỡi là vẫn còn. Cuộc sống cũng thế, phải mềm mại, nhu hòa thì cuộc đời mới có thể lâu dài. Những người trong lòng ôn nhu, hòa nhã, có thể vui vẻ mà sống mỗi ngày. Một người càng trưởng thành, tâm tính sẽ càng tĩnh lặng. Sau đó, ôn nhu và hòa nhã là đức tính quan trọng mà mỗi người nên học tập. Thứ hai, biết yêu thương và cảm động. Con người có tấm lòng trắc ẩn, biết yêu thương và bao dung sẽ cảm động trước những sự việc trong cuộc sống. Nhờ biết cảm động trước những khó khăn của người khác, chúng ta mới có được những hành động và việc làm tốt đẹp để giúp đỡ họ. Những khi nhìn thấy điểm tốt của người khác, cần phải biết vui mừng. Nhìn thấy được việc tốt mà người khác làm thì cần phải cảm động. Có thể nói,
Cảm động chính là một loại tình cảm đặc biệt và có sức mạnh phi thường. Sự cảm động có thể giúp người ta cải tiến, có thể khiến người ta từ bỏ được những ác tâm, khơi gợi thiện tâm trong lòng mỗi người. Con người không những cần biết cảm động, họ sống trên đời cũng nên làm nhiều sự tình để người khác cảm động. Thứ ba, biết thấu hiểu. Một người nếu sống không có sự thấu hiểu cảm thông với người khác, sẽ thường sinh ra tranh chấp thị phi và dễ gây hiểu lầm. Thực tế, có nhiều việc dù tận mắt nhìn thấy, nhưng chưa hẳn đã đúng như thế. Do đó, bạn cần phải giữ cho mình một khoảng hòa hoãn, sử dụng trái tim mình để lắng nghe và cảm nhận, từ đó thấu hiểu và cảm thông được với mọi người. Chỉ khi hiểu được người khác, con người ta sẽ sống vị tha, yêu đời hơn và yêu cuộc đời hơn. Bên cạnh đó, chỉ khi thay đổi một góc độ nào đó, chúng ta sẽ phát hiện rằng, không chỉ bản thân mình là nhân vật chính trong thế giới này, mỗi người mỗi vẻ. Mỗi người đều có câu chuyện riêng của mình và họ là nhân vật chính bên trong câu chuyện đó. Bốn, có một thân thể khỏe mạnh, người xưa vẫn quan niệm, sức khỏe là vàng, có sức khỏe là có tất cả. Nếu muốn có cuộc sống tươi đẹp, trước hết chúng ta cần phải có một thân thể khỏe mạnh. Thân thể khỏe mạnh không chỉ có lợi với chính bản thân mà còn giúp bạn bè và người thân an tâm. Một cơ thể khỏe mạnh là sự hiếu thảo lớn nhất mà con người có thể dành cho cha mẹ của mình. Có một thân thể khỏe mạnh, tâm thường an lạc, chính là món quà vô giá của kiếp nhân sinh. Theo cổ nhân, đời người chính là một quá trình để học làm người. Đây cũng là quá trình để con người tìm về với bản tính lương thiện của mình. Mục đích cuối cùng khi là người, không chỉ để hưởng thụ vinh hoa phú quý, những người luôn nỗ lực học tập không ngừng nâng cao đạo đức và tâm tính của mình, cuối cùng nhất định sẽ có được tương lai tốt đẹp. Năm, biết nhẫn nhịn. Mỗi khi đứng trước mâu thuẫn, nhẫn được một chút sẽ sóng yên biển lặng, lùi một bước thì biển rộng trời cao. Khi chúng ta biết nhẫn nhịn vạn sự tất an, nhẫn chính là biết xử sự và biết cách hòa giải, dùng trí tuệ cùng với năng lực giúp cho chuyện lớn hóa nhỏ. Chuyện nhỏ quá không, người có thể nhẫn nhịn sẽ nhận biết được rõ tốt xấu, thiện ác, đúng sai trên thế gian, từ đó bình thản mà tiếp nhận. Cần phải nhấn mạnh rằng, lùi một bước, tiến hai bước, nếu như bạn cứ mạnh mẽ xông thẳng về phía trước, thì đương nhiên sẽ gặp phải bóng tối và muôn trùng trở ngại. Nhưng nếu nhẫn nhịn vượt qua được giai đoạn này, bạn sẽ được đón nhận những tia sáng tươi đẹp, rực rỡ nhất. 6. Biết nhận lỗi. Trong cuộc sống, hầu hết chúng ta thường có xu hướng đổ lỗi cho người khác trong mọi hoàn cảnh thay vì nhận lỗi lầm về phía mình. Chúng ta khẳng định bản thân mình luôn đúng, bản thân mình cao minh hơn người khác. Điều này chẳng khác nào đã kìm hãm sự phát triển của chính mình. Chỉ khi biết nhận lỗi và nhìn lại cái sai của bản thân, chúng ta mới có thể sửa chữa và thay đổi để tiến bộ từng ngày. Dũng khí lớn nhất của một người là tự mình nhận sai. Một con người có dũng khí là người có thể hướng nội, tìm được sai sót của bản thân, từ đó nhận ra được những thiếu sót của mình và tiến hành sửa chữa. Những người như thế sẽ luôn đề cao đạo đức và phẩm chất của bản thân, trở thành một người hoàn thiện trong nhân cách. Có thể nói, sống trên đời biết nhận lỗi cũng là một phẩm chất tốt đẹp và là một phương pháp tu hành hữu hiệu. Quý vị thân mến, trên đây là chia sẻ tâm huyết về nội dung Chấn động cuộc đời. Mậu Ngọ, sinh năm 1978, một thời vất vả, từ 47 tới 70 tuổi, hưởng lộc ơn trên, vận may ùn ùa về. Đổi đời giàu có, tiền quyển ngập nhà, phất lên giàu có vô địch thiên hạ, từ đội ngũ biên tập chương trình, trong quá trình truyền đạt video, đội ngũ biên tập không thể tránh khỏi những thiếu sót. Mong quý vị thông cảm và đồng hành đóng góp ý kiến dưới phần bình luận. Để đội ngũ biên tập chương trình cố gắng ngày một hoàn thiện hơn, mong rằng nội dung này có thể giúp quý vị có thêm nhiều niềm vui và gặt hái thành công mỹ mãn trong cuộc sống. Tử vi con số may mắn, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.